Dạ em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em, chào mừng bà con đến với kênh Danh Sắc Đức Thắng nha bà con. Hôm qua em có về mấy con máy nhỏ nè, anh NS50. NS50 được 2 cái. À với một cái SSA 50 mà một cái em bán một cái, gọi giờ hiện tại còn 2 cái nha. Cái máy này thì hôm qua trên bãi hồ lúc mình mới về chưa gửi ra anh em nhìn thấy nó rất là xấu, bữa nay rửa rồi nhìn nó đẹp mê ly luôn anh em ơi. Em nhìn thấy nó quá trời đẹp luôn á, đặc biệt là cái nước nè, cái nước là em ưng bụng nhất luôn á, cái nước còn đen thui luôn á, ống còn mình xèo vậy nè. Còn cái áo thì đang mở ra rửa nè, nó đầy đủ chụp heo nè, chụp cái nước nó còn đầy đủ hết luôn, chụp heo chụp cái nước. Có tiếc con cái là thùng dầu nó lủng ngay góc này nè, rồi nãy anh Tài chở đi hàng nha nè, bị chỗ em cũng không có hàng được luôn. Chỗ em cũng không có hàng do đá, có nên chị nó biết hàng do đá mà lâu lâu hàng lần đem đi tiệm cho nó nhanh. Ngoại hình thì máy nó gì nè, nguyên tất tần tật luôn anh em. Máy này là về là đổ dầu vô chạy chứ không có can thiệp gì hết. À, để em coi cái số CD nữa, anh nhờ con nghiêng qua giùm bác cái. Dạ quay này nắng quá này, dắt dứt chưa mà vợ em nó hung em bắt tử thì chắc nó có mùi khét quá ta. Mà khét mới mặn mà, mà thường thường vợ nó hung đâu, có ghệ nó mới hung thôi. 801 848 801 848 là 3 8 3 4 8 gì đó anh em ơi, em nhìn không có rõ hung nha. Đặc biệt là viên toàn tập nên anh em từ anh em coi là cái cụm bét nè, ốc nó bị lắp, nói chung là không có can thiệp bất cứ gì hết, thì chỉ có thùng dầu nó lủng là gỡ ra đi hàng thôi rồi bỏ xuống đây chơi. Còn bu ly thì nó không xài bu ly rảnh mà nó xài bu ly bản như vậy nè, hay vậy đó. Giờ để nhờ mấy đứa cháu test hàng cho anh em bà con cô bác mình coi nha. Nhờ anh tắt cái máy em bụng. Để em đi vậy nè, quá trời đã. Cái này thì ngồi đem vô thợ em, thợ em sửa cái này lại cho anh em bà con. Nhỏ nữa hả? Nữa nhờ em sửa cái này lại một chút nha, sửa này lại ngay, để không biết sửa giữa bể này uổng lắm, để không biết sửa giữa bể này nè. Nghe gam đi chưa, cực kỳ đã luôn. Cái NS50 vật đạn, cái này anh em chạy về kéo oxy á, nguyên bản luôn, chạy oxy rồi bơm nước lâu hư lắm anh em ơi, rất là lâu, rất là bền. Em nhìn bộ lửa bộ e là còn nguyên xi, cái này nó chưa, nó mới ố thôi chứ nó chưa xét nè. À, em nghĩ cái này người ta rất có xài, nó còn mình xèo luôn, có ống nữa mịn nè. Rồi rút ống dầu ra được rồi con, không nói ta, rồi con rút luôn. Rất là ok luôn anh em ơi. Này anh em nào mà mua về, nước tay chỗ nó dài ra con, bơm nước không được là chạy oxy ha, không để chạy vỏ. Rất là tuyệt vời luôn, gọn nhẹ ít màu dầu, giá thành lại tốt. Rồi em cũng xin báo giá anh em mà con có bác mình luôn ha, cái này bên tiệm em đang bán với giá là 5,5 triệu em bao ship nha anh em. Còn anh em mua tại chỗ thì em tính anh em là 5,2 triệu. À, anh em nào làm được thì hú em nha, 5,5 triệu em bao ship. Anh em mấy con này bán mấy triệu luôn. Máy này là rất là đẹp luôn, rất là đẹp nha anh em. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em.
em cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất là nhiều. Em chúc anh em có một buổi trưa nghỉ thật là ngon giấc. Chào tạm biệt anh em.